Mọi người nhìn thấy chưa? Hay là chưa? Chắc chưa? Chưa thấy. Ok, chờ em một tí. Đây. Rồi, thấy chưa? Thấy rồi. Rồi, ok. Mọi người đã ăn cơm chưa? Ok. Mọi người ăn cơm chưa? Có ai chưa Rồi. ăn không? Tại vì tí nữa em sẽ cho rất là Em nhiều chắc hình là ảnh. ăn luôn. Ok, thế cố gắng chịu đựng nhá. Tí nữa sẽ có rất nhiều hình ảnh đồ ăn đấy. Thì chịu khó một tí nhá. Rồi. Hôm trước mình đã học những thanh mẫu này rồi đúng không ạ? Pua pua mua, tưa thưa nưa lưa, cưa khưa khưa. Rồi, thì hôm nay mình sẽ học ở bên dưới. Hai cái dòng ở bên dưới. Di quy ca át nép rồi đây này. Rồi, di quy x. Di quy x, ZH, CH, SH và R. Ừ, đó. Rồi. Mình ôn lại một chút về cái phần vận mẫu nhá. Hôm trước mình đã học vận mẫu đơn và vận mẫu đôi, một số những cái vận mẫu đơn giản rồi. Em sẽ dạy thêm mọi người thêm một vài những cái vận mẫu khác nữa. Hôm trước mình đã học này, a, ua, ưa rồi, chữ e đọc là ưa nhá. Ai rồi đúng không? Ây rồi đúng không? Ao cũng học rồi này. Ừ, rồi là i, u, y, y và Đi. âm ua rồi đúng không ạ? Uy nhá, mọi người tròn miệng lên, đừng đọc là uy, đừng đọc là uy nhá. Đọc là uy mà cái nó biết ngay người nước ngoài đấy. Đừng đọc uy. Uy, uy. Ừ. Rồi, uy. Rồi thì hôm nay em sẽ dạy thêm mọi người thêm một vài những cái vận mẫu khác kết hợp lại nhá. Nó cũng rất là dễ thôi. Ví dụ như y với a thì mình đọc là ia này. Đó, y với e thì đọc ie này. Ừ, ia, ia, mình đọc y và a nó chính xác là y và a. Nhưng mình đọc liền lại với nhau. Ya, ya. Ừ, ya, ya. Ừ, âm y đọc nhanh lên một chút. Đó, ya, ya. Rồi. Ừ, đúng rồi đấy ạ. Ya, ya đấy ạ. Ya. Rồi, ở đây thì là ye, ye. Y và e, ye, ye. Ừ, ye. Đó, ye. Ừ, ye. Ừ, ok. Rồi, ở đây có y và ao. Thì là yao. Y ao nhá, y ao và như chữ y mình đọc nhanh một chút, yao, đó, yao. Ừ, đúng rồi, yao, yao. Ừ, đúng rồi ạ. Rồi ở đây mình có u với a thì cũng đọc qua, ua mà, u a đọc liền lại, qua. Ừ, qua. Ừ, qua. Rồi. Ừ, đúng rồi ạ, qua, đúng rồi ạ. Rồi ở đây có u và ai. U ai, u ai, oai. Ừ. U ai, oai. Oai, đúng rồi đấy. Giống như là oai trong tiếng Anh đấy. Kiểu như thế nhưng mà oai, oai. Oai của tiếng Việt. Đúng rồi, u ai, oai. Ừ. Rồi ở đây mình có u với a. U với a thì sẽ là quay. Ừ. U a, quay. 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 Rồi, có âm thì hơi khó một tí thôi. Âm uy với cả ê thì sẽ là yê, yê, vừa phải tròn mồm vừa phải dài mồm ra đấy, yê. Ừ. Ừ, đúng rồi đấy ạ, yê, yê, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, em nghe thấy mọi người nói đúng rồi đấy, yê. Ừ, cứ tròn miệng lên là đúng, yê. Ừ, yê, yê. Ừ, ok. Rồi giờ mình đọc thử lại cái bảng này một lần nữa nhá, đọc theo hàng dọc nhá. Nào, đây ạ. Ừ, a đúng rồi ạ. Đây ạ. Ai đọc o đấy? Không phải âu nha. Ua chị ơi. Ua đúng rồi. Ua, ua. Rồi, ua tiếp theo. Đây ạ. Ừ, ưa. Ưa đúng rồi. Đây ạ. Ai Ai rồi ạ, đúng rồi ạ. ai A. ai A. Ừ, A đúng rồi ạ. Ao. ao ao Ừ, ao đúng rồi ạ. Rồi tiếp theo. đi Y. đi Rồi, đây ạ. dài ya Y, ya. Mình đọc liền lại luôn nhá. Mình cái chữ y mình phát âm nhanh lên. ya Ya, ya. Đó. Ya. ya Ừ, ya rồi, đây ạ. ya Yeah. Ừ, đúng rồi ạ. Yeah, đúng rồi. Yeah. Ừ. Không phải, không phải, không phải re nhá. Yeah, b nhá.
Rồi đây ạ. Dao. Dao. Ừ, dao. Dao. Ừ, dao. Cái lợn nó hai Ok, bề tiếng đây ạ. đi, nếu mà cô mà lấy thì cháu ra cô bán nó U. có một năm mẫu. U. U. Ừ, Mà cô u lấy ngược u. Rồi đây ạ. hạt thì nó đắt hơn, cái Qua. lợn béo ấy. Ừ, Qua. 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 Đúng không? Qua. 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 Qua trước rồi đây là gì ạ? Qua. Uo. 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 Ừ, hai âm này mọi người sẽ rất Qua. dễ bị Qua. nhầm nha. Nhớ là kết thúc bằng Qua. A, mồm sẽ phải Uo. mở ra này. Qua, qua. Uo. Còn đây kết thúc bằng ô đúng không? À, Thì cái mồm sẽ uo. tròn lại uo, uo. Một cái là oa và một cái là uo nhá. Ua. Ừ, oa, uo. Qua uo. Rồi, Qua ok đây ạ. uo. Đây ạ. Quay. Oai. Oai. Why, đúng rồi, why. Quay. Why, rồi ở dưới này ạ. Quay. Quay. Ừ, way, đúng Quay. rồi ạ, Quay. way. Quay. Rồi, ok, đây ạ. Uy. 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 Ừ, uy. Uy. Tròn mồm lên Uy. nhá. Uy. Ừ, uy, Uy. rồi. Ừ, đây ạ. Yeah. Yeah. Yue. Yeah. Yeah. Ừ, yue. Yeah. Ừ, yue. Rồi, đúng rồi ạ. Ai con đâu Yeah. mà lại đồng mà. Rồi, ok. Mọi người tự ôn lại một lần nhá. Tự đọc lại một lần cái bảng này nhá. Xong rồi em sẽ chuyển sang bài hôm nay. Có âm nào mọi người chưa biết phát âm không? Ừ. A, ua, ưa, ai. Rồi, ây. Ây Ây. Ừ. Ao. Ao. Yeah. Y. Yeah. Y. Yeah. Yeah. Ya. Ừ. Ye. Dê. Ừ. Giao. Da. Ừ. Qua. U. Giao. U. Ừ. U. Qua. 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 Ừ. Ua. Qua. Qua. Ua. Quay. Ua. Quay. Ừ. Quay. 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 Ừ. Duy. Quay. Ừ. Duy. Yeah. Ừ. Rồi. Yeah. Cái âm ya với e này mọi người chú ý nhá. Nó kết thúc là cái nguyên âm nào thì khẩu hình miệng của mình sẽ là như thế. Giống mọi người xem phim Trung Quốc mình hay thấy người ta nói là xì xì đúng không? Mình sẽ viết, mình sẽ nghĩ nó là ia đúng không? Nhưng không, nó là ie nhá. Xì xì. Còn nếu mình viết là ia thì nó là xia xia. Khác hẳn nhau nhá. Thế nên mọi người học tiếng Trung mình sẽ nói chuẩn theo cái phiên âm này nhá. Mình đừng nghĩ là tiếng Việt mình lại viết là xì xì cũng là ia thì chết nhá. Rồi. Ok chưa ạ? Mọi người ok chưa ạ? Trong cái bảng này có cần phải đọc lại một âm nào nữa không ạ? Thì để em chuyển sang bài ngày hôm nay. Em chuyển nhá. Không ai nói gì em chuyển nhá. Vâng, Ok. UO. Cái UO ạ? Qua. Ừ. UO mình sẽ đọc là U U và O. Chính xác nó là U và O luôn. Nhưng mà đọc liền lại với nhau. UO. 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 Ừ, ua, ua. Ừ. Còn cái này u a lại khác nhé, ua. Ừ. Nó kết thúc là âm a thì cái miệng mình sẽ mở rộng ra theo khẩu hình của âm a. Là oa. Còn cái này là ua. Ừ. Oa và ua. Vâng. Ừ. Ok chưa ạ? Mình chuyển nhá. À, hôm trước buổi đầu tiên cũng chưa kịp chia sẻ với mọi người. Thì, trước đây là em có học đại học khoa tiếng Trung. Thì hồi lớp 12 thì em có học tiếng Anh. Lên đến đại học em mới bắt đầu học tiếng Trung. Thì hôm trước em cũng nói với mọi người là học tiếng Trung dễ hơn tiếng Anh rất nhiều ấy. Thì cũng là từ cảm nhận bản thân em cũng thấy là như vậy. Tiếng Anh thì để mà mình phát âm chuẩn, tiếng Anh nó rất là khó. Còn tiếng Trung thì dễ hơn rất nhiều. Và sau khi mà học xong thì em cũng có sang Đài Loan làm việc 3 năm. Thế nên là nhiều khi cái tiếng Trung của em ấy nó sẽ nhẹ hơn cái tiếng Trung chuẩn của người Trung Quốc. Người Trung Quốc thì họ nói rất là mạnh. Ví dụ những cái Mở cửa âm một tuần như là âm uốn lưỡi chẳng hạn, hoặc là những cái âm mà như hôm nay mình sẽ học này, thì họ sẽ nói rất là mạnh. Thế nhưng mà bên Đài Loan thì họ sẽ phát âm nhẹ hơn. Tất nhiên là nó cũng mọi người nghe cũng vẫn hiểu thôi. Nhưng mà nếu như mọi người muốn nói chuẩn theo giọng Bắc Kinh thì mình sẽ nói mạnh lên một chút. Còn nếu không thì nói nhẹ thì người ta cũng vẫn hiểu, cũng không ảnh hưởng gì cả. Vì như Trung Quốc nó cũng rất là rộng lớn nên là rất nhiều những cái vùng người ta cũng không nói tiếng phổ thông, người ta nói tiếng địa phương của người ta, hoặc là cách phát âm người ta mình nghe mình nhiều khi nghe cũng không hiểu người ta nói cái gì, mặc dù đấy là người Trung Quốc nhá, người ta nói tiếng Trung nhá, nhưng nghe không hiểu gì bởi vì nó luyến láy rồi là thanh điệu các thứ nó cũng sai, và họ nhiều khi họ cũng nói sai chính tả rất là nhiều, âm n với âm l cũng
cũng nói sai rất nhiều, hoặc là có những người giọng cái âm lưỡi của họ quá nặng, mình nghe mình không nghe được, rất là khó nghe. À, nhiều khi đi làm ấy, mình nói tiếng Trung người ta cũng phải bảo là ôi mày nói tiếng Trung còn chuẩn hơn là tao nói. Người Trung Quốc á, người ta cũng nói với em là như vậy, mà mày nói tao còn thấy tiêu chuẩn hơn, gọi là nói cái giọng phổ thông còn chuẩn hơn là tao nói. Vì họ ở những cái vùng xa, cũng giống như là ở Việt Nam mình, Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh chẳng hạn, thì mình nghe mình cũng đâu có hiểu đâu. Tiếng Trung nó cũng vậy. Nhưng mà em sẽ cố gắng là dạy mọi người theo một cách chuẩn nhất, sẽ kết hợp giữa cả hai bên, cả Đài, cả Trung. Có cái gì em sẽ chia sẻ thêm về gọi là sự giống nhau, sự khác nhau của họ, của hai bên đấy. Nhưng về tiếng Đài thì nghe nó vẫn sẽ nhẹ nhàng hơn một chút, dễ hiểu hơn. Rồi, ok, thì hôm nay mình sẽ vào bài thứ hai nhá. Hôm nay mình sẽ học 7 cái thanh mẫu này. Cũng rất là dễ thôi. Đó, đó là âm chi, 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 chư, chư, sư, rư. Hôm nay phải uốn lưỡi hơi nhiều. Đó, nhưng mà nó cũng dễ thôi, nó rất là dễ thôi. Rồi, còn về vận mẫu thì mình sẽ học những cái âm này, thêm cái bảng bên trên và cái bảng này nữa. Đó, nhìn thì nhiều nhưng nhìn thì nhiều nhưng nó không nhiều đâu, cũng dễ thôi mọi người ạ. Đó, mình sẽ tương đồng với cả tiếng Việt hết, nhưng mà rất là dễ. Rồi, thì bây giờ em sẽ dạy mọi người về phần thanh mẫu trước nhá. Thanh mẫu hôm nay mình sẽ học người này thanh. Rồi, thì có âm ZQX. ZQX là gọi là âm mặt lưỡi. Rồi, khi mà mình phát âm thì cái lưỡi của mình sẽ để phẳng và chạm vào hàm răng dưới, đưa hơi qua kẽ răng. Đó, nói thì là phức tạp như vậy, thế nhưng mà khi mà nói để mọi người phát âm dễ hiểu ấy, thì âm Z nó giống như là chữ chờ của mình ấy. Chữ chờ, chờ nhẹ, chờ nhẹ, CH ấy. Ừ, mình sẽ đọc là chi, chi, chi. Y là như chữ chờ của tiếng Việt. Ừ, chi nhá, chi, chi. Ừ. Rồi, còn âm quy thì cũng giống như thế, nhưng mà bật hơi. Vậy thôi, cũng là chờ nhẹ nhưng bật hơi. Chi, chi, ừ, chi. Mình sẽ để đưa cái luồng hơi qua kẽ răng của mình nhá. Mình phát âm chữ chờ như nào này, chờ, 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 đúng không? Chờ, chờ, chi, chi. Đó, chi, chi. Bật hơi mạnh ra, y như là chữ chờ nhẹ của tiếng Việt thôi, mình có bật hơi. Rồi, còn âm x gì này, âm x gì thì giống như là chữ sờ của tiếng Việt, sờ nhẹ, si, si, si. Đó, ừ, giống như là chữ sờ nhẹ của tiếng Việt thôi. Rồi, nhắc lại nhá, âm z thì giống như là chữ chờ của tiếng Việt, chờ nhẹ, chờ nhẹ, chi, chi, chi. Rồi, ừ, chi, 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 chi chành chành ấy mọi người, chi, chi chành chành ấy, đúng là như thế luôn đấy, chi, chi chành chành, chi, ừ, rất nhẹ thôi. Rồi đến âm quy thì vẫn là chữ chờ đấy, nhưng mà mình bật hơi mạnh ra, chi, chi, ừ. Mọi người nghe em nói có thấy cái hơi không ạ? Nó sẽ mạnh hơn nhá, chi, ừ, chi, đó. Hai cái luồng hơi ấy, nó sẽ đưa qua hai cái khóe miệng này, chi, 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 đó, chi, ừ. Vẫn là chờ nhưng bật hơi. Rồi, ừ. Còn âm x gì thì dễ hơn nhớ, âm x gì như chữ sờ thì mình thôi, si, 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 ừ, được chưa ạ? Mọi người đọc lại một lần nhá. Nào, chi, ừ, âm gì đó, âm, mình đọc âm gì trước nhá. Chi, 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 chi nhá, không phải gì nhá mọi người. Ch ấy, ch, chờ nhẹ. Ừ, chi. Rồi, âm quy nhá, ừ, âm quy vẫn là chờ đấy nhưng bật hơi. Chi, ừ, chi, bật hơi mạnh ra nào. Chi, chi, ừ. Nhớ bật hơi nhá mọi người, để tay đằng trước xem đã có luồng hơi đi ra chưa nhá. Chi, ừ, rồi, ok, âm x gì nào, âm x gì nhá, si, si, ừ, si, như là sờ nhẹ của tiếng Việt thôi, rất dễ. Rồi,
Tiếp theo, em dạy đến âm bên dưới nhá. ZH, CH, SH và R. Thì đây là những cái âm mà mình phải cong lưỡi, để bấn lưỡi lên. Đó. Thì nó giống như là âm chờ nặng của tiếng Việt mình ấy. TR ấy, chờ ấy. Đó, mình phát âm đấy, cái chữ chờ đấy nó như thế nào, phát âm chuẩn nhá, không phải là phát âm giống như là người Hà Nội chỉ nói chờ nhẹ chờ nặng như nhau đâu nhá. Nó là chờ nặng, chờ, chờ. Đó, bấn lưỡi lên. Thì âm ZH, ZH giống y như là chữ chờ nặng. Chư, 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 chư bát giới, chư đấy, chư, uốn lưỡi lên. Rồi, ZH thì sẽ giống như là chữ chờ nặng của tiếng Việt nhá, chờ nặng. Rồi, âm CH, CH thì cũng giống như vậy, nhưng mà bật hơi. Sẽ khó hơn một tí là mình phải bật hơi, mình vừa phải uốn lưỡi, mình vừa phải bật hơi. Chư, chư. Nặng hơn, nó sẽ nói nặng hơn âm ZH nhá. Rồi. Em nói là âm ZH này. Âm ZH là chờ, 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 chư, chư, chư. Mình chỉ cần uốn lưỡi lên thôi, mình không cần phải đưa hơi gì cả. Chư, nó rất là nhẹ thôi. Chư. Nhưng mà CH này, chư, chư, chư. Uốn lưỡi và bật hơi nhá. Uốn lưỡi và bật hơi. Rồi. Chư. Đó. Rồi còn âm SH. SH thì giống là chữ sờ nặng của tiếng Việt mình ấy. Sư, sờ, sờ. Nhưng mình phải uốn lưỡi lên. Giống như chữ sờ nặng, sờ, sờ. Sờ, sờ nặng phát âm chuẩn nhá. Không phải sờ nặng nhưng mà cũng nói là sờ nhẹ đâu nhá. Sờ, sư, sư. Uốn lưỡi lên nhá. Sư. Đó. Chữ SH thì mình không phải bật hơi. Mình chỉ cần nói bình thường thôi. Sư, 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 sư. Đó, sư nhá. Rồi, chữ R thì giống như chữ R của tiếng Việt. R, mình chỉ cần phát âm như bình thường. R, R, đó thôi. R, R, R. Đó. Rồi, em nói lại nhá. Em phát âm lại nhá. Âm ZH này, ZH giống như chờ nặng của tiếng Việt nhá. Uốn lưỡi lên. Chư, chư, mà nhẹ thôi. Chư, chư. Không cần phải đưa hơi hay là phải gì cả nhá. Chư như chữ chờ nặng đó, chữ chờ. Rồi, CH cũng là như vậy nhưng bật hơi. Chư, chư. Bật hơi mạnh ra. Chư, chư. Rồi. Chư. Rồi đến SH này. SH sẽ giống như chữ sờ, sờ, sư, sư, sư. Rồi ok, R. R thì phát âm như R của tiếng Việt mình thôi. R. Đó. R. Cong lưỡi lên, đấy, R thế thôi. R. Đấy. Thế là giải thích cũng rất là nhiều như thế này nhưng mà thực ra phát âm nó cũng rất đơn giản, mình so sánh tiếng Việt thì mình sẽ thấy nó rất đơn giản. Đó. Rồi, lại nhá. Một lượt nhá. Nào. Chi. 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 Không cần bật hơi nhé mọi người. Như chữ chờ nhẹ của tiếng Việt thôi. Chi. Chi. Rồi. Đây bật hơi nào. Bật hơi nào. Chi. 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 Không, không uốn lưỡi nhá. Không uốn lưỡi, không cong lưỡi nhá. Là chữ chờ. Chờ nhẹ. Chi. Chi. Nhưng mà bật hơi. Chi. Chi. Cái hơi nó đi. Cái hơi nó sẽ đi qua cái mặt lưỡi của mình. Để ra ngoài nhá. Chi. Rồi. Ok, tiếp theo. C. 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 Rồi, ok. Tiếp theo đây ạ. Chư. Chư. Giống như chờ nặng nhá. Chờ. Chư. Chư. Ok. Rồi, tiếp theo vẫn là như thế nhưng bật hơi. Bật hơi mạnh ra. Chư. Đúng rồi, đúng rồi. Cứ thấy nước bọt mà bắn tung tóe các thứ ra ngoài là đúng rồi đấy. Chư. Chư. Đúng rồi, ok. Rồi, đây ạ, âm này ạ. Sờ nặng, sờ nặng. Chư. 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 Rồi, tiếp theo đây ạ. R. Uốn lưỡi lên nhá, uốn lưỡi lên nhá. R. Rồi, ok.
Có hôm nào mọi người chưa cảm thấy thắc mắc không ạ? Chưa biết phát âm không ạ? Cô ơi, lần đầu tiên Tết hát này là như thư là như là trở nặng của tiếng mình, tiếng Việt mình ạ? À? Vâng, đúng rồi ạ. Giống y hệt như chữ trở nặng. Thế còn cái SH này là thư bình thường à? SH ạ? À? SH thì giống như là chữ sờ, sờ nặng của tiếng Việt đấy ạ. Sờ, uốn lưỡi lên, sờ soạng ấy chị. Sơn à, lạng, lạng sơn ấy. Ừ, đúng rồi. Rồi còn cái này ZH này là rồi, ZH là TR, ZH là chữ chờ, chờ nặng. Còn SH là chữ sờ, sờ nặng. Ừ. Rồi, mình đọc lại nhá. Đọc lại một lần nữa nhá. Nào, chi. 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 Chi chi chảnh chảnh ấy. Chi. Ừ, chi. Rồi, vẫn là chi như bật hơi nào. Chi. 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 Bật hơi mạnh ra nhé. Chi. Chi. Rồi. Si. 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 Rồi, ok. Tiếp theo đây ạ. Chư. 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 Vẫn là chư nhưng mà bật hơi. Chư. 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 Bật hơi mạnh ra. Chư. 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 Rồi, ok, tiếp theo. Chư. Chư. Cái này mọi người nói như là chữ sờ của tiếng Việt ý. Mình cứ nói thoải mái thôi, mình không cần phải bật hơi gì đâu. Đây không phải âm bật hơi nhá. Ừ, mình chỉ cần uốn lưỡi thôi. Chư. Chư. Rồi, ok, mọi người đã đọc được chưa? Đọc được hết chưa? Mỏi hết miệng luôn cô ạ. Hôm nay là sẽ phải rất mỏi miệng luôn đấy. Rất mỏi luôn. Nếu đã mất công mỏi rồi mình đọc luôn một hàng này luôn nhá. Một hàng bật hơi này cho nó mỏi luôn thể. Nào âm này nào. Gì đấy ạ? Pua. Pua. Bật hơi mạnh ra mọi người. Pua. Pua nhá. Pua không phải là bua nhá. Không phải bờ. Không phải phờ nhá. Mà là pua. Pua. Bật hơi nào. Rồi. Pua rồi. Tiếp theo. Tiếp theo. Thưa. Bật hơi mạnh ra mọi người. Thưa. Bật hơi nhá. Thưa. Thưa. Ok, tiếp theo. Thưa. 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 Rồi, tiếp theo. Chi. 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 Đằng sau nó là chữ y mọi người. Chi. 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 Không phải là uy nhá, không phải là chi đâu nhá. Chi. Chi. Anh cái mồm ngang cái mồm ra chi chi đó chi. Chi rồi tiếp theo ạ. Chi 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 chờ nhá chờ một lưỡi bật hơi lên chi chi rồi đúng rồi ok tiếp theo ở đây ạ. Ti 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 á, ai đọc ti đấy? Ti mọi người, ti, ti. Xì nhá, ti. Rồi, si. Rồi, từ này ạ. Rư. Rồi, đây ạ. Lừa. Lừa, rồi. Lừa. Phua. Phua. Phờ nhá, phờ nhá. Phua. Phua, đúng rồi ạ. Đây ạ. Nưa rồi đây ạ. Sư 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 rồi ok tiếp theo đây ạ. Đây ạ. Chư 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 đúng rồi đây ạ. Tưa tưa. Tưa đúng rồi ạ. Đây ạ. Cưa. 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 Cưa đúng rồi ạ. Đây ạ. Pua. 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 Pua đúng rồi. Pờ nhá, đừng đọc là bờ nhá. Rồi âm này ạ. Chư. 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 Bật hơi ra giúp em nhá. Chư. 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 Chư.
Ok. Chu. Đây ạ. Chi. 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 Ừ, chi. Chi rồi, ok đây ạ. Chi. Mua. Mua. Mua rồi. Mua. Mua. Thưa. Thưa. Thưa rồi. Thưa. Thưa. Thưa đúng rồi. Chi. Chi. Bật hơi, bật hơi, bật hơi, bật hơi. Chi. 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 Bật hơi mạnh ra. Chi. 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 Rồi, tiếp theo. Chu. 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 Bật hơi mạnh ra nhá. Chu. Rồi, tiếp theo. Chu. 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 Rồi, tiếp theo. Chu. Chu. Chu, đúng rồi, chu, đúng rồi. Ok. Đây ạ. Chi. Chi. Chi, đúng rồi ạ. Đây ạ. Chi. Rư. 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 Rồi, ok, đây ạ. Rư. Ti. Ti. Đây là gì ạ? Ti. Ti. Rồi, ok. Ti. Ti. Ừ, ok. Hôm nay có vẻ dễ hơn hôm qua đúng không? Chỉ có thấy uốn lưỡi là hơi mỏi miệng hơn. Mỏi miệng hơn, cố gắng. Mỏi lắm. Tiếng Trung nó phải phải uốn lưỡi lên, nó phải mỏi thì nó mới hay được mọi người ạ. Phải có chờ 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 uốn loạn lên. Chờ 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 uốn loạn lên đấy. Mới hay được. Và quan trọng nhất là những cái âm bật hơi. Ừ. Hôm nay là sẽ dễ, buổi sau mình học những ba âm này là ba âm cuối cùng thì mình sẽ gọi là phá đảo luôn. Ba âm này là ba âm khó nhất. Thì buổi sau mình sẽ học, mình học xong ba âm này thì phá đảo thế giới ảo luôn. Rồi. Ok, thế phần thanh mẫu em xong nhá, mình sẽ chuyển sang phần phần mẫu nhá. Vận mẫu hôm nay mình sẽ hơi nhiều hơn một chút. Nhưng mà vận mẫu thì nó cũng chỉ gọi là ghép vào thôi. Mình đọc cũng sẽ rất là dễ. Âu này hôm qua học rồi đúng không? Rồi, thì đây sẽ có Y ghép với cả Âu này. Thì nó sẽ là Y Âu. Y Âu. Thì mình đọc nhanh lên. Sẽ là Y Âu. Y Âu. Y Âu. Đó. Y Âu. Rồi, A với N ghép vào thì sẽ là thành An. 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 Rồi có y đằng trước an thì sẽ đọc là y an nhưng mà đọc nhanh lên. Yan. 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 Đúng rồi. Mình cứ đọc nhanh lên nhá. Mình có y đằng trước mình sẽ đọc nhanh lên một chút thì nó sẽ ra âm nó. Yan. Yan. Rồi có u đằng trước an thì sẽ là oan. U an. Oan. U an sẽ là oan. 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 Đó, oan rồi. Oan. Rồi ok. Có e với n ghép vào thì sẽ đọc là ân. Ân, ân oán ấy, ân. Ừ, ân. Ân. Từ này sẽ đọc là ân nhá. Ân. Rồi, y với n thì sẽ là in. Nó sẽ là in. In. Ừ. Rồi, u đằng trước ân thì sẽ là u ân uân. 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 U và ân như mình đọc nhanh lên, uân, uân. Đó. Uân. 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 Đúng rồi ạ. Uân đấy. Rồi. Đây mình sẽ có là âm an. A ng an an giống như tiếng Việt ấy. An an an, ừ. An đó và yang. Thêm y đằng trước an thì sẽ là vậy. Yang 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 yang, yang. Yang. Đúng rồi, đúng rồi, yang, yang đấy, chính là yang đấy. Yang, yang. Đọc nhanh lên một chút. Yang yang, ừ. Yang. 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 Có u đằng trước an thì sẽ là quang. Đúng rồi, quang. 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 U an nhá, u an nhưng mình đọc nhanh lên. Quang quang quang, ừ. Quang. Đúng rồi, quang. Rồi tiếp theo ở đây mình có âm gọi là này. Cái này gọi đọc là âm ân. 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 Ừ, ân. Không có tiền. Ân nhá, ân này. Rồi đây sẽ đọc là âm in. Ừ. Âm này sẽ đọc là âm in. Mình đọc là in cũng được. Nhưng mà người Trung Quốc họ nói, họ sẽ nói là yên. Nó sẽ gọi là y ưng. Yên, đó. Họ sẽ nói yên. Nói giọng chuẩn Trung Quốc Bắc Kinh ấy, thì họ sẽ nói như vậy, nhưng mình có thể nói như thế cho hay, hoặc mình có thể nói là in cũng được, không vấn đề gì cả. In cũng được nhá. In hoặc là yên. Yên thì mọi người mình có thể lựa chọn. Rồi. Ở đây có âm u với cả âm ân. U với cả uông. Mình sẽ đọc là uông. Uông. Ừ. Mọi người sẽ dễ bị nhầm lẫn giữa hai cái này nhá. Đây sẽ là oang. Và đây sẽ là uông này. Ừ. Các bạn miền Nam chú ý nhá, Quỳnh Như chú ý một chút, miền Nam có thể nói hai cái âm này sẽ thành giống nhau này. Uông và uông. Uông. Ừ. U ân. Uông. Đây là u an, đây là u ân. Uông. Quang.
và uân. Kể cả hai cái trên này cũng thế. Cái này sẽ là oan. Của bản minh tạng sẽ là uân. Oan, uân. Uân, oang và uân. Oang, uân. Đó, uân nhá. Rồi. Còn đây mình có âm này không phải là ong nhá, không phải là ong đâu ạ. Ung. Đọc là ung ạ. Ung. Ung, ung. Ung. Âm này đọc là ung. Và có y đằng trước ung thì sẽ là y ung. Yung. 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 Là được. Rồi. Yung. Đây là yung và đây là yung. Anh Thi buồn ngủ, anh Thi. Yung. Cho lên trả bài nhá. Buồn ngủ à, ngáp từ nãy giờ. Rồi lâu anh không học, anh cứ học phát hành. Rồi yung. Anh chịu khó một tí sắp sửa sang phần hình rồi. Không phải là y ông nhá. Y bạn ung. Yung. Bắt xe thì ung. Đây là y ung ạ. Rồi. Yung. Rồi ok, đến hai âm cuối cùng này có âm y. Y với an. Uy. Là yuan. 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 Yuan đó. Yuan. Uy và an yuan. 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 Uyên. 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 Giống như là uyên của tiếng Việt ấy, uyên nhưng mà tròn môi lên. Yuan. Uyên. Uyên. Đúng rồi. Uyên. Yuan và uyên. Yuan. 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 Thử đọc một lần nhá, từ đầu nhá. Nào. Âu. 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 Yêu. 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 Rồi tiếp theo an. 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 Yan. 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 Quan. 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 Yuan. 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 Rồi tiếp theo. Yuan. Ân. 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 In. In. Quân. 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 Yuan. Yuan. Uyên. Uyên. Uyên mà. Uyên. 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 Tiếp theo ạ. An. Uyên. An. 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 Rồi. Yang. 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 Rồi. Wang. 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 Rồi. Tiếp theo ạ. Ân. Ân. Ừ, ân. Rồi. In. 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 Ừ. Yên. Đây ạ, âm này đọc là in nhá. In hoặc là y ưng. Yên. Đó. Yên. Đọc liền cái y và ưng lại thì nó sẽ ra cái âm. Người ta hay nói cái giọng Bắc Kinh hay nói như vậy. Yên. Còn mình thì nói in cũng được không sao. In cũng được nhá. Yên. Yên. Rồi. Đây là quân. 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 Rồi. Quân. Cuối cùng ạ. Ung. 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 Mọi người đọc nhớ đó. Hôm nay là âm ung nhá. Không phải ong nhá. Ung. Rồi. Yung. Tiếp theo là yêu. Yung. 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 Ok. Yung. Mình đọc lại theo hàng dọc cho dễ nhá. Cho nó... Theo phần nó dễ nào. Âu. Âu. Ừ, rồi tiếp theo ạ. Âu. An. Ừ, an. An rồi, tiếp theo ạ. Ân. Ừ, ân đúng rồi. Ân, ân đúng rồi ạ. Rồi tiếp theo. An. An. Ừ, an đúng rồi ạ. Tiếp theo. Ân. An. Ân. Ân đúng rồi ạ. Ân, ân. Rồi. Đây ạ. Ung. Ung đúng rồi ạ. Ung. Rồi. Câu thứ hai ạ. Đây ạ. Yêu. Ừ, yêu đúng rồi ạ. Yêu. Yêu. Rồi. Yêu. Theo. Yan. 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 Đúng rồi. Yan. Đúng rồi ạ. Rồi tiếp theo. In. Ừ. In. 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 Đúng rồi ạ. Tiếp theo. In. Yan. 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 Đúng rồi ạ. Yan. Rồi đúng rồi ạ. Rồi tiếp theo ạ. Dương. In. 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 Dương.
In cũng được hoặc là yên cũng được nhá. Yên đó, yên thì nó sẽ hay hơn. Rồi tiếp theo à? Yung. Yung. Yung đúng không ạ? Yung. Yung. Ừ, ok. Rồi tiếp theo à? Đây là gì ạ? Không phải U với An mà. U với An mà. Oan. 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 Ừ, đúng rồi, oan. Oan. Rồi. Tiếp theo à? Uân. 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 Uân mà. Uân. Rồi, chuẩn luôn, uân. Rồi, tiếp theo ạ. Quang. 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 Mình chú ý nhá. Cái ơi, đây là An này, đây là An này. Nên là khi mà phát âm hai âm này nó sẽ khác nhau nhá, một cái là oan và một cái là quang nhá. Quang. Cuối cùng nó là âm ngờ mà, quang đó. Quang. Rồi, đây là. Đây gì ạ? Quang. Quang. Rồi, quang. 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 Rồi, tiếp theo ạ. À? Duyên. Duyên. Yuan. 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 Với cả ai nhỉ? Yuan. 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 Rồi. Ok. Tiếp theo âm này nhỉ? Yuan. 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 Âm này mọi người đọc là Yuan. 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 Yuan, không phải Yuan nữa. Yuan. 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 Đây là Yuan. Rồi. Em chỉ mọi người đọc nhá. Em chỉ vào âm mọi người đọc nhá. Rồi. Âm đầu tiên ạ. In. In. Ừ, in. Rồi, tiếp theo. Quan. 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 Rồi, tiếp theo. Quan. Yêu. Ừ, yêu. Yêu. An. An. Yêu. Ừ, tiếp theo. Yang. 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 Ừ, yang. Yang, đúng rồi ạ. Yang. Yang. Quân. Quân. Ừ, quân. 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 Ừ, đây ạ. Quân. 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 Mà. Quân. Đã chỉ Quân mà. Quân. 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 Ừ, Quân đúng không ạ? Rồi, tiếp theo. Cung. 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 Cung đúng không ạ? Cung. Cung. Đây ạ. Ân. Ông. 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 Rồi, tiếp theo ạ. Yang. Yang. Ừ, Yang. Yang đúng không ạ? Rồi, tiếp theo ạ. Yang. Yang. Quân. Âm gì đây ạ? À? U với ân mà. Quân. 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 Không phải quen nha. Quân. 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 Rồi, đây ạ. Yuan. Yuan. Tròn miệng lên. Yuan. Yuan. Mình tròn miệng lên. Yuan. 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 Rồi, ông này ạ. Yuan. Ân. 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 Ừ, đây ạ. Yang. Yang. Không phải là Giang nhá. Không, không, đừng đọc là Giang nhá. Yang. 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 Ừ. Yang. Đây ạ. Quang. 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 Ừ, quang. 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 Đúng rồi. Quang. Quang. Đây ạ. Quang. Yan. 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 Rồi, ok. Đây ạ. Âu. Âu. Ừ, ok. Âu. Rồi, thì mọi người đã biết cách đọc hết chưa ạ? Có âm nào chưa biết đọc không ạ? Có nào thấy khó chưa? Hoặc cảm thấy nhầm lẫn hay đọc sai chẳng hạn? U hai chấm là khó đúng không ạ? Cái này hơi giống tiếng Việt. Ừ. Cái đâm u hai chấm này thực ra mọi người cứ chỉ cần đọc tròn môi lên là nó sẽ thành thôi. Yuan. Yuan. Uen ấy kiểu vậy. Uen nhưng mà mình tròn miệng lên. Yuan đúng không? Yuan tròn miệng lên là nó sẽ thành. Rồi. Còn cái này nó chỉ
Uyên ấy, giống như là uyên nhưng mà tròn miệng lên. Uyên, uyên, uyên. Còn cái này là duyên, duyên. Tròn miệng. Duyên. Đúng rồi đấy ạ. Bí kíp là chỉ cần tròn miệng thôi là sẽ nói được. Đó. Còn âm nào nữa không ạ? Còn âm nào chưa phát âm được không ạ? Mỏi đúng không? Mỏi nó mới phát âm được. In ở gò này là in hả cô? À, vâng ạ. In hoặc là chị đọc. Chị đọc là in hoặc chị đọc là yêu cũng được. Thường cái người Bắc Kinh người ta sẽ đọc là yêu. Ừ. Mình đọc là in cũng được không sao? Yêu. Thế còn cái y ông thế này? Nó là y ung. Y ung. Ừ. Đây nhá. Âm này nhá. Âm này là ung này. Âm này là ung được chưa? Xong rồi cái ung đấy nó chỉ thêm chữ y đằng trước thôi. Thì mình sẽ đọc là y ung. Nhưng mà đọc liền và đọc nhanh vào thì âm y mình sẽ đọc y nhanh ung. Hơn mình sẽ là yung. 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 Y ung. Yung. Yung. Yung đấy. Nó là y và ung. Nhưng mình đọc liền và đọc nhanh vào. Âm y nó đọc gọi là chỉ lướt lướt qua thôi. Yung. Yung. Đó. Y ung, y ung, y ung, y ung. Đó. Tất cả những cái âm y đằng đi đằng trước này nó đều gọi là âm y ghép với cả âm đấy mà. Đây mọi người nhìn xem, đây là âu nhá. Thì đấy sẽ là y âu nhá. Đọc nhanh là thành thôi. Y âu, y âu, y âu, y âu, y âu, y âu. Đọc nhanh vào là nó sẽ thành. Đó. Trừ có cái này ra thì nó là in rồi. Cái này là in rồi. Đó, còn lại tất cả đều là cái âm y đấy đi đằng trước ấy, mình đọc y với cả cái vần đấy là được. Và cái này nó cũng thành một cái gọi là quy tắc viết phiên âm ấy. Những cái từ y đằng trước này thì mình có thể ghép với một số những cái thanh mẫu, và khi mà mình phát âm thì mình sẽ hơi ngân nga một chút. Và khi mà nó đứng một mình ấy, thì cái chữ y này nó sẽ thành chữ y dài. Thì cái quy tắc viết phiên âm đấy là em sẽ dạy mọi người sau. Đây ví dụ như mọi người nhìn ở đây này, hai cái hàng cuối cùng ấy, chỗ chữ y dài ở đây đúng không, nó không phải là một thanh mẫu. Y với W này nó không phải là thanh mẫu, nó chỉ là quy tắc viết phiên âm thôi. Ví dụ cái âm IA khi mà nó đứng một mình ấy thì cái chữ Y ngắn lên nó thường được viết là Y dài. Mình nhìn thế này mình đọc nó chính là âm IA đấy. IA, IA. Còn cái chữ W này nó chính là chữ U. Khi mà âm OA, UA nó đứng một mình. Đằng trước nó không có thanh mẫu, tức là nó không kết hợp với những cái thanh mẫu ở trên này này, mà nó chỉ đứng một mình nó thôi. Thì cái quy tắc viết của họ là sẽ đổi chữ U thành chữ W. Và mình nhìn thế này mình sẽ đọc, mình sẽ biết được đây là chữ U. Mình sẽ đọc là UA. Ua. Đó. Và ở đây cũng thế. Mình mọi người hay nhìn chữ ủa đúng không? Chữ ủa thực ra nó chính là âm u. Nó chính là âm u. Và khi nó đứng một mình nó không kết hợp với thanh mẫu thì cái âm u đấy nó sẽ được viết thành W. Thì sẽ là như thế này. Chứ còn thực ra Y và W nó không phải là một thanh mẫu. Nó không phải là một cái phụ âm. Đó. Nó chỉ là cái quy tắc biến đổi phiên âm thôi. Đây chính là những âm Y ngắn này. Đây chính là những âm U này. Đây chính là U này. W, E, I chính là âm uê. Đó. Khi nó đứng một mình thì người ta sẽ viết như vậy. Rồi. Với cái, những cái phụ âm hôm nay mình học á, là Z, Q, X. Thì Z, Q, X, Chi, Chi, Chi đấy ạ. Tất cả những cái phần bôi trắng này là đều không có từ đấy trong tiếng Trung. Tức là cái âm Chi này nó sẽ không kết hợp với cả A, U, U, I, A, A, O, gì gì đó. Nó sẽ không kết hợp. Mà nó chỉ kết hợp với những âm đằng sau này thôi, những cái thanh mẫu đằng sau này thôi. Tức là nó chỉ kết hợp với cả âm I, Chi, Ia, Chia, Ie, Chia, Ia, Chiao, Chiao. Đó, Iu. Đó, Ian. Đó, nó chỉ kết hợp với những cái này thôi. Và những cái từ mà kết hợp G với A là không có rồi, là không có từ đấy trong tiếng Trung. Tương tự như thế thì âm ZH, CH, SH, ER cũng vậy. Nó chỉ kết hợp với những cái âm này. Nó lại không kết hợp với cả I, IA, IE. Đó. Tức là đây mình sẽ gọi là từ cha. Tức là khi mà mình nghe người ta nói ấy. Ví dụ mình chưa biết phiên âm từ đấy là như nào đúng không? Cũng là chờ. Có thể mình sẽ bị nhầm lẫn giữa chi, G với cả ZH chẳng hạn. Nhưng khi mình người ta nói cha thì mình sẽ phải biết ngay là à, nó là ZH chứ nó không phải là G, nó không phải là chi. Bởi vì chi không có. Từ chi không thể kết hợp với âm A nên là sẽ không có từ đấy trong tiếng Trung. Đó. Khi nói nó cũng sẽ khác nhau. Đó, thì cái bảng này mọi người tham khảo thôi. Em không bắt mọi người học cái bảng này đâu, vì học nó cũng không có tác dụng gì cả. Đó, chỉ biết là những cái từ này nó sẽ không kết hợp, những ô bôi trắng là không kết hợp nhá. Rồi.
Ok. Phần biến điệu của thanh ba thì hôm qua mình cũng đã nói rồi. Tức là khi hai âm tiết thanh ba đi cùng với nhau thì âm đầu sẽ đọc thành thanh hai. Ví dụ ở đây là có ní hảo này, cáo hảo này, hoặc là chán lản này. Ừ. Rồi, thêm một số cái biến điệu khác nữa. Ví dụ như là khi thanh ba mà đi cùng với những cái thanh khác thì mình chỉ đọc một nửa thanh ba thôi và nối tiếp những thanh sau. Ví dụ ở đây mình có từ khẩn và từ máng. Khi mà nó đứng một mình thì mình sẽ đọc là khẩn, đúng không? Thế nhưng mà khi nó đằng sau nó còn một từ khác nữa thì mình sẽ không thể đọc hết là khẩn, máng được. Như thế nó rất là lâu và nó rất là chậm. Thì có một cái biến điệu đây là mình chỉ đọc một nửa thôi. Khẩn máng. Khẩn máng, đúng rồi. Khẩn máng. Mình không cần phải xuống rồi lên hết cái nhịp điệu của nó, như thế nó rất là lâu. Khẩn máng, khẩn máng, khẩn máng. Hoặc là giống như tương tự như từ này chẳng hạn. Khi đứng một mình nó thì mình sẽ là chỉn và trang, đúng không? Thế nhưng mà khi mà kết hợp vào thì mình sẽ nói là chỉn trang. Chỉn trang. Ừ, mình trang. Xuống lên rất là nhanh thôi. Chỉn trang. Đó, chỉn trang. Rồi. Chỉn trang. Ừ. Tức là khi mà mọi người nhìn thấy nó kết hợp với những thanh điệu khác đó, thì mình sẽ đọc thanh ba nó nhanh lên. Đó. Chứ không cần phải đọc hết cái thanh điệu của nó chỉn như thế thì đúng rồi. Nghĩa là phần xuống cũng rất là nhanh và lên cũng rất là nhanh. Và còn có một cái biến điệu nữa, khi cái này thì thường ít gặp thôi. Đó là ba thanh ba đi cùng với nhau. Thì cái từ ở giữa mình sẽ nói như thanh hai. Ví dụ đây mình có ba từ này, của này, khẩn này, hảo này. Nếu nói cả ba cái đều là thanh ba thì nó sẽ rất là mệt. Đúng rồi, mình sẽ biến thành cái từ thứ hai này, mình sẽ biến thành thanh thứ hai, hoặc là cả hai từ đầu tiên đều biến thành thanh thứ hai đều được. Rồi đấy sẽ tùy cái khẩu ngữ của mình nói thôi. Thường thì sẽ biến cái từ thứ hai thành thành thanh thứ hai, của hấn hảo đó. Của hấn hảo đó. Ừ, tôi rất khỏe. Của hấn hảo. Ừ. Hoặc là ví dụ như cái từ này chẳng hạn. Mình nhìn ở đây mình nhìn không biết đọc kiểu gì, đúng không? Đây. Ba cái thanh ba xong rồi thêm cái thanh bốn. Không biết đọc kiểu gì. Đó. Khẩu cửa. Khẻo. Khẩu cửa. Ừ, mình mọi người thử đọc xem. Cửa. Cửa. Cửa đúng không? Khẩu đúng không? Không có khẻ chị ơi, không có khẻ. Ưa ưa. Cửa. Cửa đúng không? Khẩu là cửa. Lừa đúng không? Rồi. Thì trong trường hợp này, trong trường hợp này bốn chữ mình có thể tách ra làm hai. Hai chữ này đọc một lượt. Hai chữ này đọc một lượt. Thì mình có thể đọc là khứa khẩu. Cửa lừa. Hoặc mình ghép cả ba từ. Mình ghép cả ba từ này vào thì mình đọc hai cái âm này là thanh hai cũng được. Đó. Khứa khấu cửa lừa. Khứa khấu cửa lừa hoặc là khứa khẩu cửa lừa đều được nhá. Khứa khẩu cửa lừa, khứa khấu cửa lừa. Mọi người biết nó là cái gì không? Coca-Cola đấy. Không. Khứa khấu cửa lừa là Coca-Cola. Là tiếng Trung Quốc thì họ sẽ dịch tất cả, đúng rồi, nó sẽ dịch tất cả các từ tiếng Anh sang phiên âm tiếng Trung chứ họ không nói thành tiếng Anh đó. Như mình thì mình sẽ gọi là Coca-Cola đúng không, nhưng không, họ sẽ là khứa khấu cửa lưa. Và tất cả mọi thứ tiếng Anh đều biến thành phiên âm hết. Google cũng thế, Yahoo cũng thế, Facebook cũng thế, tất cả đều thành phiên âm tiếng Trung đó. Thế nên là một thế giới khác, người ta đông dân thì người ta có quyền thôi, đúng không? Tất cả đều phải thành tiếng Trung hết chứ không nói tiếng Anh. Đó. Rồi, ok, thì đây là cái biến điệu của thanh ba. Thì mọi người ghi nhớ thôi. Khi nào mà vào thực tiễn thì mọi người nói dần mọi người sẽ quen. Đó, sẽ dần dần sẽ quen với cách phải nói như thế nào khi mà gặp thanh ba. Rồi, hết phần chữ rồi, mình sang phần hình thôi. Đói chưa? Ai chưa ăn cơm thì cẩn thận nha. Rồi, ở đây mình có từ đầu tiên, quả trứng. Mình sẽ đọc là như thế này ạ. Đọc là gì ạ? Âm gì đấy ạ? Số 1. Tan. Tưa. Tan. Ừ, tưa. Tưa với âm an. Tan. Ừ, tan. Thanh 4 nhá. Tan. Tan. Ừ, tan đúng rồi ạ. Tan. Tan là quả trứng. Rồi, từ số 2 đọc là gì ạ? Tan. Ừ, tan. 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 Ừ, may quá không ai đọc là tàn. Thàn. Thàn không ai đọc là tàn. Rồi, than. Than có nghĩa là than. Cái than đấy ạ. Than. Cái than Quảng Ninh ấy, đấy, than đấy.
Đó, mình sẽ là thản. Rồi. Tiếp theo từ số 3. Phản. Phản. Đúng rồi ạ. Phản. Phản là cơm. Cơm. Rồi. Ok, từ số 4 là gì ạ? Từ số 4 là gì ạ? Can. Can. Một nữa. Can. Can. Can chính là cái gan của mình đấy. Ừ, đúng rồi đấy ạ. Tiếng âm tiếng Việt của nó là can đấy. Đó. Thì ở đây mọi người cũng có thể nhìn thấy từ tiếng Trung tương ứng. Nhưng mà em chưa bắt mọi người viết đâu. Nên mọi người không phải sợ nhá. Em chỉ viết ra đây cho mọi người nhìn thấy chữ thôi. Chứ em chưa bắt mọi người viết đâu. Đó, không phải lo. Mình cứ học phát âm trước đã nhá. Rồi, ok. Tiếp theo. Đó. À, đáng ra là em sẽ phát âm để cho nó nhảy. Rồi, ok. Phản. Rồi. Quýt. Là can. Rồi, ok. Rồi, mọi người đọc thử cho em hai cái từ này xem nào. Cái này không có thanh điệu nhá. Cái này không có thanh điệu thì mình chỉ đọc nửa thôi nhá. Rồi, từ từ phân tích đã nhá. Từ đầu tiên nào, đây là thanh mẫu gì đây? Phua đúng không? Phua. Rồi, âm gì ạ? Âm gì ạ? Yeah, đúng rồi. Phua về ghép với cả piao thì sẽ là gì? Piao rồi đúng không? Piao. Rồi, thanh 4. Piao. Rồi, piao lẹng. Piao lẹng. Đúng rồi, piao lẹng, xinh đẹp. Cái âm thứ hai, cái từ thứ hai nó không có thanh mẫu nhá, nên mình chỉ đọc một nửa thôi. Đây là âm lừa với cả yang đúng không? Yang, yang, leang, leang, nhưng mà vì nó không có đánh thanh điệu ở đây nên mình chỉ đọc một nửa thôi. Leang, piao leang, piao leang, piao leang, piao leang. Đúng rồi, piao leang. Bật hơi nhá. Piao leang. Bật hơi, âm T bật hơi. Piao leang. Rồi. Rồi từ thứ hai đọc là gì ạ? Từ thứ hai đọc là gì ạ? Không bật hơi, âm này không bật hơi. Vẫn giống y như chị mà, thay mỗi thanh mẫu thôi. Đúng rồi. Đúng không? Piao nèm. Piao nèm. Rồi, xinh đẹp. Xinh đẹp thì là piao nèm. Thì là đáp án số mấy ạ? Piao nèm. Một. Số một. Có ai chọn số hai không ạ? Đúng rồi, theo lẻng, số 1 xinh đẹp, số 2 chỉ là nói ngọng thì chắc là sẽ nói thành như vậy thôi. Đó, theo lẻng có nghĩa là xinh đẹp. Theo lẻng. Rồi, theo lẻng. Theo lẻng. Mọi người nhớ nhá, cái thanh nhẹ này nó không có thanh điệu bên trên ấy, mình chỉ đọc một nửa thôi. Theo lẻng. Theo lẻng. Theo lẻng. Đúng rồi, nó sẽ dựa vào cái âm tiết đằng trước này. Theo lẻng, đó. Rồi, ok. Tiếp theo. Mình sẽ có những cái từ rất là hay gặp. Mọi người thử đọc từ này xem nào. Chư chư. Từ từ, quên mất. Chưa nói với mọi người một điều rất là quan trọng. Quên mất chưa nói với mọi người một điều rất là quan trọng. Âm y. Âm y này này. Khi mà kết hợp với cả âm z, âm q, âm x thì sẽ là y. Nhưng khi nó kết hợp với zh, ch, sh, r thì mình sẽ đọc là ư. Nhá, chữ y, âm y ấy. Âm y khi mà kết hợp với cả chư phản. Rồi, thì ở đây mình sẽ đọc là chư nhá, ư. Đó. Rồi, cái âm y ấy. Em nói lại nhá. Em nói lại này. Âm y khi mà kết hợp với cả z, q, x thì sẽ đọc là y. Nhưng mà khi kết hợp với cả zh, ch, sh, r thì sẽ đọc là ư. Thì ở đây mình sẽ đọc là chư nhá. Đúng rồi. Ở đây nó sẽ là ư chứ nó không phải là y nhé. Đúng rồi, chư phan. Chư phan. S-H-C-H. Chư phan. S-H với C-H. Z-H. C-H. S-H-R. Thì sẽ đọc là ư. Tất cả những cái dòng thanh mẫu thứ hai hôm nay mình học đó. Cái âm chờ á, thì mình sẽ đọc là ư. Còn khi nó kết hợp với cả Z, Q, X thì sẽ đọc là y. Vâng. SHR. SHR. Bốn cái âm ở dưới á thì mình sẽ đọc là tức là bốn cái thanh mẫu mới. Đúng rồi, bốn cái thanh mẫu ở hàng thứ hai á thì mình sẽ đọc là ư. SHR. Vâng, sẽ đọc là ư. Còn khi nó kết hợp với cả Z, Q, X thì sẽ là y. Rồi. Rồi, cái từ này mình sẽ đọc là gì ạ? Ăn cơm ấy, ăn cơm mình đọc là gì ạ? Chư phan. Thanh bốn nha, phan là thanh bốn nha mọi người. Chư phan. Chư phan.
chu phan bật phan. Hơi nha, ch bật chu hơi phan. Nha chu phan chu phan ừ. Chu phan ừ, rồi không phải là phan nha chu phan ừ. Chu phan thanh bốn ừ, rồi ok uống trà uống trà là gì đây uống trà đọc là gì ạ hứa trà ui hứa trà hứa gì ạ thanh một với thanh hai mà hứa trà ừ hứa trà hứa trà trà thanh số hai mà hứa trà ừ ch bật hơi ra nhá ch bật hơi ra này hứa trà hứa ừ trà bật hơi ra trà ừ ch bật hơi ra nhá mọi người trà ừ ok rồi thử trà sữa trân châu xem nào đọc là gì ạ zh zh là gì nào chờ đúng không chờ rồi chờ n là gì ân chân chân đúng rồi chân chân gì chu chu chân chu chân chu đúng rồi nải nải thanh ba với thanh hai mà nải chị ơi nải nải trà nải trà nải trà chân chu nải trà nải chu trà đúng rồi đúng rồi trà sữa trân châu chân chu nải trà rồi nải trà và tiếng Trung ý tiếng Trung thì nó sẽ ngược so với cả tiếng Việt của mình. Ở đây mình nói là trà sữa trân châu đúng không? Thế nhưng mà nó sẽ là trân châu xong mới trà sữa. Đúng rồi, nó sẽ đảo ngược lại. Đúng rồi. Nhưng mà những cái từ mà chỉ tính từ ấy, nó sẽ ở đằng trước. Còn những cái từ mà gọi là trung tâm ngữ, danh từ ấy, nó sẽ ở đằng sau. Cái này vào những phần ngữ pháp thì em sẽ giảng thêm cho mọi người. Nhưng mà nó sẽ ngược lại so với mình. Nhưng mà cũng không không phải là quá khó. Đó. Trân châu là trà. Rồi mình đọc lại thử một lượt nhá, từ từ đầu tiên nhá. Ăn cơm nào. Chu phan. Ừ, chu phan. Thanh bốn. Phan. Ừ. Chu phan. Phan. Ừ, rồi ok, uống trà nào. Uống trà nào. Hứa trà. Hứa. Thanh một, thanh một. Ừ, hứa trà. Đúng rồi, hứa trà. Rồi, trà sữa trân châu nào. Chân chu nải trà. Ừ, nhớ bật hơi nhá, CH nhớ bật hơi nhá mọi người. Nải trà. Chân chu nải trà. Ừ, ok. Ừ, ok, ok. Rồi, đau mồm chưa? Đau mồm chưa? Đau hơn nữa này. Rồi. Tiện thể vừa mình vừa giới thiệu luôn một số những cái món ăn gọi là đặc sản Trung Quốc. Thì thường là gì ăn cơm tàu lấy vợ Nhật đúng không? Thực đồ ăn Trung Quốc thì rất là đa dạng và rất là nhiều cái đặc sắc về ẩm thực. Đó, thì ở đây em giới thiệu một số những cái món gọi là đặc sắc nhất của Trung Quốc. Đầu tiên là cái món gọi là mì qua cầu. Mì qua cầu này. Thứ hai là gọi là đậu phụ ma bà. Thứ ba đây là muối và cái cuối cùng là kẹo hồ lô. Đó thì mình thử đọc xem là cái mì qua cầu này tiếng Trung nó như thế nào. Mình thử đọc xem nào. Nào, đây là cái gì đây? Âm này là gì? Âm thành mẫu là cưa đúng không? Cưa rồi, vận mẫu là gì đây? Ừ, sao đã thành gâu? Ai là gâu đấy? Uo, uo. Uo mà, uo. Rồi kết hợp với cả cưa, cưa thì là gì đây? Uo đúng không? Cua. Ừ, cua với cả thêm thanh bốn sẽ là gì? Cua. Cua. Ừ, cua đúng rồi. Cua này. Cua. Rồi. Tiếp theo từ thứ hai đọc là gì đây? Cua. À, âm này là âm gì? Chào. Chào. Âm này đọc là gì? Cháo. Yao, yao mà. Yao. Yao với cả âm 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 chờ đúng không? Chi chi. Chéo. Chéo. Đúng rồi. Chéo. Chéo chị ơi, không phải cháo nhá. Giao, chéo. Chéo và phải bật chéo. Hơi nhá. Rồi, ở hai từ ở dưới nào. Mì. Mì. Mì gì nhỉ? Mì xiên. Yan, yan. Mì xiên. Mì xiên.
ghép lại cả bốn chữ nào sẽ là gì? Cua gì? Cua chéo mì xiên. Cua mì xiên. Chéo mì xiên. Cua chéo mì xiên. Cua chéo mì xiên. Cua chéo mì xiên. Thì cua chéo mì xiên là món mì qua cầu, cái này là một cái đặc sản ở bên vùng Vân Nam, ngay sát với cả Lạng Sơn mình đấy. Thì thường là sẽ bưng ra một cái bát như thế này. Thực ra nó là một cái bát thôi nhưng mà nó to như là cái chậu rửa mặt ấy. Thì mình ăn mình sẽ cho lần lượt từng cái nguyên liệu vào đây, nhúng vào rồi ăn. Ăn một cái bát này thì thôi gọi là chắc là no cả ngày luôn. Đó. Rồi mì qua cầu. Tiếp theo cũng là một món đặc trưng của Trung Quốc luôn. Đọc là gì ạ? Đậu phụ ma bà. Má. Má rồi. Má. Từ thứ hai đọc là gì ạ? Phúa. Phúa. Đúng rồi, phúa. Phúa nhá, không phải thó nhá, không có từ nào là thó đâu nhá. Phúa. Má phúa. Phúa. Ừ, đúng rồi, phúa. Phúa. Mà. Rồi, tiếp theo là gì ạ? Tàu. Tàu, đúng rồi, tàu. Tàu. Má phúa, tàu phu. Đúng rồi, tàu phu. Không phải tàu phu nhá, không phải tàu phu vì cái từ phu nó không có thanh điệu, mình sẽ chỉ đọc thanh nhẹ thôi. Tàu phu. Tàu phu. Tàu phu. Tàu má phúa tàu phu. Tàu phu. Má phúa. Má phúa tàu phu. Má phúa tàu phu. Rồi. Thì má phúa ở đây là một cái tên riêng của cái người sáng tạo ra món này. Má phúa là ma bà họ Mã, họ Ma. Phúa ở đây có nghĩa là một cái người đàn bà lớn tuổi đó. Thì cái bà này bà ấy sáng tạo ra cái món rồi. Nên người ta gọi đây là món má phúa tàu phủ, đậu phụ ma bà. Tàu phủ chính là đậu phụ đấy ạ. Tàu phủ. Má phúa tàu phủ. Tàu phủ. Rồi ở dưới này cũng là đậu phụ nhưng mà món gọi là món đậu phụ thối. Món này cũng rất là nổi tiếng. Đó. Rất là ngon. Mình thử đọc xem nào. Đây là âm gì đây? Châu. 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 Đúng rồi, châu. Đây là âm châu. Âu. Âm Âu nhá mọi người. Âu rồi chờ đúng không? Châu. Bật hơi ra nhá. Thành 4 nữa nhá. Châu. 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 Châu tàu phủ. Châu tàu phủ. Châu tàu phủ. Châu tàu phủ nhá, chứ đừng nói là đậu phụ nhá. Đậu phụ là tiếng Việt rồi. Tàu phủ. Tàu phủ. Tàu phủ. Tàu phủ. Rồi, châu tàu phủ. Đậu phụ thối. Thực ra thì cái này nó công nhận là nó cũng thối thật. Nhưng mà ăn thì rất là ngon. Cảm giác nó giống như là đậu rán thôi. Nhưng ngon. Đi từ xa đã ngửi thấy mùi thối hoắc. Nhưng mà ăn rất ngon. Tiếp theo này. Món kẹo hồ lô. Kẹo hồ lô này xem phim Trung Quốc là lúc nào cũng nhìn thấy đúng không? Mình sẽ đọc là gì đấy ạ? Táng khủ. Ý, em biết ngay có người đọc táng mà. Thờ thờ chị ơi, thờ. Thua. Táng. Táng gì ạ? Táng khú lụ. Táng khú lụ. Táng khú lụ. Táng khú lụ. Không phải lụ nha. Táng khú lụ. Cái từ lu đằng sau nó không có thanh điệu, mình sẽ chỉ đọc một nửa thanh thôi. Hú lù. Hú lù. Hú lù. Hú lù. Hú lù. Hú lù. Tháng hú lù. Thì tháng ở đây nghĩa là kẹo. Tháng nghĩa là kẹo. Còn hú lù là hồ lô. Hú lù là hồ lô. Đúng rồi. Thực ra cái này nó cũng không phải là kẹo gì đâu, nó là mấy cái gọi là quả táo tàu ấy, xong rồi nó nhúng cái đường mạch nha vào á. Vâng, đây nó là cái quả táo tàu ấy. Nhìn thì rất là đẹp, mà ăn thì ngọt. Có cái đường mạch nha nó rất là ngọt. Nó cũng biến tấu nhiều loại, nhưng mà nó cũng cho quả táo này, nó cũng cho quả cà chua này, quả dâu tây này. Nhưng mà nhìn thì đẹp, nhìn rất là đẹp. Đều gọi chung là tháng khú lu hết. Tháng khú lu. Nhớ nhá, những cái âm mà đằng sau nó không có thanh điệu này này. Thì mình chỉ đọc một nửa thôi. Tháng. Rồi, tháng khú lu. Mọi người đọc lại một lần nữa nhá, từ đầu nhá. Nào. Gì đây ạ? Cua gì ạ? Mì qua cầu nè. Cua chéo. Cua chéo. Cua chéo. Cua chéo. Mì xiên. Chéo nhá. Mì xiên. Đừng bỏ chữ y của em đi nhá. Thì lại thành cua cháo thì chết nhá. Cua chéo. Cua chéo. Mì xiên. Mì xiên. Mì xiên. Rồi. Xiên. Yên. Yên. Xiên.
Má phúa gì ạ? Má phúa. Tàu phú. Tàu phú. Tàu phú. Tàu tàu tàu. Tàu phú. Tàu. Má phú. Tàu phú. Rồi, ok. Tiếp theo ạ. Đậu phụ thối. Chảo tàu phú. No, 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 no. Chảo. Âm Âu mà. Âm Âu, Âu, Âu. Châu. Đúng rồi. Châu. Tàu. Châu, tàu phú. Nhớ thanh điệu của em nha, đừng bỏ hết thanh điệu đi. Châu, tàu phủ. Châu, tàu phủ. Thì châu ở đây có nghĩa là... Châu có nghĩa là thối. Mùi. Châu, châu tàu phủ. Đậu phụ thối. Đó. Rồi, tiếp tục. Châu, châu. Không phải là chào nhá. Âm Âu. Châu. 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 Châu, tàu phủ. Châu, tàu phủ. Rồi, tiếp theo ạ. Hồ lô nè. Tháng hú lù. Tháng hú lù. Không phải hú lù nhá. Tháng hú lù. Hú lù. Hú lù, đúng rồi. Tháng hú lù. Đúng rồi, tháng hú lù. Hú lù. Rồi, chuyển sang món khác nhá. Chuyển sang món khác nhá. Mình sang bốn món này mình chuyển sang món khác nhá. Rồi. Bánh bao kim sa. Bánh bao hoàng kim đấy, bánh bao nhân bên trong là trứng chỉ gì ấy. Mình sẽ đọc như nào đây ạ? Chi này, chi in này, chin đúng không? Chin rồi, đây là âm sờ này. Sha, sha, chin, sha, gì đấy ạ? Chin bao, đúng rồi. Chin sha bao, sha bao, sh uốn lưỡi lên nhé mọi người. Ét hát ở lưỡi lên chín sa bao, chín sa bao, chín sa bao, đúng rồi ạ, chín sa bao, đúng rồi. Rồi tiếp theo ở đây thì có một cái món sủi cảo cũng rất là quen thuộc, đặc trưng của ẩm thực Trung Quốc luôn. Ở đây mình có ét hát chờ này, âm này mọi người chưa học, âm u với y. U với Y thực ra nó là U, E, I, Way. Nhưng mà khi viết vào thành phiên âm thì nó sẽ lược bỏ chữ I, chữ E ở giữa đi. Nó chỉ viết là U với Y thôi. Nhưng thực ra nó là U, E, I. Sủi cảo. Chờ em một tí. Rồi, UEI. UEI thì đọc là gì ạ? Way đúng không? Xoay. Đúng rồi. Khi mà viết kết hợp lại thì nó sẽ bỏ cái chữ E này đi này. Nhưng mà mình nhìn thấy U với I thì mình vẫn biết đây là âm way và đọc là way, way. UI là way. Thì nó sẽ là xoay rồi. Xoay với thêm thanh ba nữa là gì ạ? Xoay đúng không ạ? Xoay. Rồi từ thứ hai mình đọc là gì ạ? Chi với cả yao. Chảo. Chi. Chảo. Chảo. Đúng không? Rồi ở đây lại có sự kết hợp của hai thanh số ba. Hai thanh số ba thì mình sẽ đọc như thế nào ạ? Xoay. 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 Chảo. Đúng rồi. Xoay chảo. Xoay chảo. Đúng rồi ạ. Xoay chảo. Xoay. Đúng rồi, chính xác. Xoay chảo. Xoay chảo là sủi cảo. Rồi ở đây mình có món trứng bắc thảo. Trứng bắc thảo thì cái này bên Trung Quốc họ cũng rất là hay ăn, ăn với cả đậu phụ hoặc là ăn với cháo. Việt Nam mình cũng có, ăn cũng khá là ngon. Rồi mình đọc như thế nào đấy ạ? Phí. Phí tai. Bật hơi nhá, nhớ bật hơi mọi người ơi. Ấp bể nhớ bật hơi. Phí. Phí tan. Phí tan. Phí tan. Phí tan. Không phải thờ nhá. Tờ tờ phí tan. Phí tan. Em phát hiện có một ai đấy rất hay đọc ngược dấu nhá. Cứ phí tan thì sẽ là thán thì hoặc cái gì đấy. Rất hay đọc ngược nhá. Mình chú ý thanh điệu của em nhá. Phí tan. Rồi. Ok. Mình sang món tiếp theo nhá. Rồi, rồi, thịt thà cá mú. Thịt kho tàu. Đọc là gì đây? Thịt kho tàu. Thịt kho tàu.
lại tong rồi. Tom. Ung 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 mọi người ơi. Tung tung. Tung, đúng rồi. Tung, đây là âm ung mà. Rồi, tung tung gì ạ? Tung tung. Tung po. Po lại po rồi. Đây là âm gì? Po. Ua mà. Ua, ua, ua. Tung đúng rồi, âm ua, tung pua. Rồi, đây là âm gì đây? Ua. Tung. Tung. Râu. Râu, đúng rồi. Thanh bố nhá, râu. Tung. Tung pua râu. Tung pua râu. Ừ. Râu. Tung pua râu. Tung tung pua. Pua râu. Pua râu. Ừ, nhớ âm P bật hơi nhá mọi người, bật hơi nhá. Tung pua râu. Tung pua râu. Ừ, đây là cái thịt kho tàu chuẩn chỉ luôn. Kho theo phong cách gọi là dịch ra nó gọi là thịt đông pha. Thì nó sẽ cắt một cái miếng con chỉ rất là to như thế này và thả vào kho thì cái vị nó sẽ khác hơn với thịt kho của mình. Rất nhiều mỡ nhưng mà ăn lại rất ngon. Đó. Rồi, tiếp theo ở đây có một mình có một món gọi là tung pua râu. Đúng rồi, tung pua râu là thịt kho tàu đấy ạ. Bên này thì có một cái món nữa gọi là bánh kẹp với cả thịt khâu nhục. Khâu nhục trên Lạng Sơn mình có rất nhiều đúng không? Đấy, mình sẽ biết vì sao nó gọi là khâu nhục thì chính là phát âm từ cái từ này. Khâu râu. Khâu râu. Đó, khâu râu thì chính là âm Hán Việt của nó là khâu nhục. Nên gọi là khâu nhục. Còn cái bánh này thì đọc đây. Cái bánh kẹp này mình sẽ đọc là gì đấy ạ? Chia tỉnh. Y lại chia rồi. Ia, ia. Ia mà. Ia. Ừ, chia. Chia gì ạ? Chia. 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 Rồi. Pỉnh. Pỉnh. Ia pỉnh. Không, âm này không bật hơi nhá. Âm này không bật hơi. Pỉnh. Chỉ đọc là bình thường thôi. Ừ. Pỉnh. Chia pỉnh. Ia pỉnh. Ừ, rồi. Ia pỉnh. Khấu râu. Úi, lại thành khấu râu rồi. Tiếng Việt à? Khổ. Khâu. Ừ. Râu. Khâu. Thanh bốn mà. Khâu. Khâu gì nè? Râu. Ừ, khâu râu. Râu. Đúng rồi. Râu. Chia bỉnh khâu râu. Bỉnh khâu râu. Ừ. Cái bánh này mình có thể đọc là chia bỉnh hoặc là chá bỉnh cũng được. Chá có nghĩa là kẹp. Bỉnh là cái bánh. Và khâu râu chính là cái món này. Khâu râu là cái thịt khâu nhục của mình đó. Âm Hán Việt của khâu râu chính là từ khâu nhục. Khâu râu. Ừ, râu là nhục, còn khâu là từ khâu, tức là chỉ là cái miếng thịt mà nó hơi nhiều mỡ một chút đó. Đó. Chia bỉnh khâu râu. Chia bỉnh khâu râu. Đó. Đây là những cái món ăn mà đặc trưng của những cái từ Trung Quốc. Rồi, tiếp theo ở đây có món tôm. Em không biết có phải gọi là tôm mũ ni không, như là hay là tôm hùm đất. Đó, thì đây, món này nó sẽ tên như thế này, mọi người thử đọc xem. Yao đúng không? Âm yao với cả si với cả thanh ba. Xiao. 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 Không phải là xẻo đâu nhá, không phải xẻo thịt đâu nhá. Thêm chữ y vào cho em. Xiao. Yao. 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 Xiao. Ừ. Xiao gì ạ? Xiao lúng. Lúng. Xiao lúng. Xiao lúng. Đúng rồi. Xiao lúng. Tiếp theo. Xia. Xia. Xia nhá, không phải xia nhá. Xia. Xia, ừ. Xia, xia, xia mà thanh một mà, xia, xia chị ơi thanh một, xia, xiao lúng xia, là cái con tôm hùm đất đấy ạ, đó mình gọi là xiao lúng xia, rồi ok, mình đọc lại một lần nhá, thì có tàu này, thì có tàu này, là gì đấy ạ? Tại tông rồi. Tung. 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 Tung pua râu. Ừ. Tung pua râu. Tung pua râu. Râu. Ừ. Tưởng tung tung một hồi thành tùng dinh dinh thì chết mất. Tung pua râu. Rồi. Tiếp theo món này. Tung pua râu. Chia. 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 Chia nhá, không phải chia. 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 Bỉnh. Ừ, chia bỉnh. Bỉnh. Khấu. Khấu. Khâu, khâu, khâu. Thanh bốn, khâu. Khâu. Khâu râu. Khâu râu. Ừ, rồi. Khâu râu. Chia bỉnh khâu râu. Khâu râu. Chia bỉnh khâu râu. Ừ, rồi đây, đến món cuối cùng nào.
Chảo. Chảo. Lúng. Chảo. Chảo lúng. Chảo lúng. Chảo lúng. Xia. Xia. Lúng xia. Không phải xia, không phải xia. Ya, ya, xia. Xia, 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 xia. Chảo lúng xia. Xia. Trời ơi, cứ nói mỏi mồm mà. Cứ nói mỏi mồm mà chả được ăn nhờ. Rồi, vẫn còn. Vài cái nữa thôi là mình hết rồi. Rồi. Đây là cái món gọi là đồ nướng đường phố. Đồ nướng của Trung Quốc. Thì cho rất nhiều gia vị, rất nhiều loại gia vị. Rất là hấp dẫn, mùi rất thơm. Xào. Mình đọc là gì đấy ạ? Xào. 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 Người SH này. Xào, xào, xào. Xào. Xào khảo. Xào. Bật hơi, bật hơi. Xào khảo. Xào khảo. Xào khảo. Đúng không? Xào khảo. Xào khảo. Xào khảo. Xào khảo là đồ nướng. Xào khảo. Ok. Xào khảo. Ok. Mọi người ăn no chưa? Xào khảo. Người ăn có ảnh đã thấy no chưa? Xào khảo. Rồi, ok. Tiếp theo. Để rang nước. Tôi ăn cơm rồi tôi còn thấy no đây. Thấy thèm đây. Rồi, tiếp theo mình có món mì tương đen. Xem phim Hàn Quốc rất là nhiều đúng không? Nhưng thực ra cái món này nó lại xuất phát từ Trung Quốc. Mì tương đen là xuất phát từ Trung Quốc. Rồi, đọc là gì đấy ạ? Giá, giá. Giá, giá. Chờ mà, chờ mà. Chá. Đúng rồi, chá. 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 Rồi. Chá. Yang, yang. Yang. Chiang. 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 Rồi, tiếp theo. Miền. 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 Đúng rồi. Miền. Cả từ nào, cả tiện nào. Miền. Chá gì? Chá. Chá. Chiang. 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 Không phải giảng, không phải giảng. Âm gì mà? Âm gì là chờ. Chờ với cả yang. Chiang. Chiang. Chá chiang. Nếu với cả lưỡi rồi. Chá chiang. Chá chiang. Chá. Nhanh lên, mình sắp qua cái cửa ảo khổ này rồi. Miễn. Miễn, miễn, thanh bố. Miễn. Chá chiang. Miễn. Chá chiang. Miễn. Chá chiang. Miễn. Miễn. Đều là thanh bố mà. Hai từ đằng sau là thanh bố mà. Chá chiang miễn. Không phải chiang, không phải chiang, thanh bốn mà. Chiang, chiang. Mọi người có nhìn thấy thanh bốn đây không? Đúng rồi. Chá chiang, đúng rồi. Chá chiang, miền. Chá chiang, chá chiang, miền. Đúng rồi, rồi chá chiang miền. Hàn Quốc hay gọi là cha chang myeon đấy. Đúng rồi, thực ra nó là cái món này là từ Trung Quốc nha. Chá chiang, không phải chiang, không phải chiang chứ ơi, chiang. Chá chiang miên. Chá chiang miên. Chá chiang miên. Rồi, tiếp theo. Thời tiết này mà làm nồi lẩu thì ngon nhỉ. Đọc là gì đấy ạ? Habi lau à? Hủa cua. Nồi lẩu, lẩu thì sẽ là đọc là đây từ thứ hai chính là lẩu. Đọc là gì? Uo mà. Habi lau. Đây, đọc từ thứ hai cho em trước đã. Hậu, hậu. Hùa. Hậu, hùa. Hậu hay là hùa? Hậu. Lại còn hậu. Hậu. Đâu, uo mà. Uo là uo mà. Uo, uo. Hùa. 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 Hùa, đúng không? Rồi, tiếp theo từ này. Hùa. Cua. Chuẩn luôn. Cua. Hùa cua. Hùa cua. Hùa cua là lẩu. Rồi thế ăn lẩu thì gọi là gì? Hủ cua là lẩu. Hủ cua là lẩu. Bạn em mình có từ chư phan là ăn cơm đúng không? Chư hủ cua. Chư cua. Hủ cua. Chư là ăn. Hủ không phải là hầu nha. Hủ. U o u. Hủ. Hủ cua. Hủ. Hủ cua. Chư hủ cua. Hủ cua. Rồi ăn lẩu đúng không? Hủ cua là lẩu. Thì có một cái thương hiệu lẩu của Trung Quốc cũng khá nổi tiếng là Hai đi lao đấy, đúng không? Thì tiếng Trung của nó mình nhìn thế này thì mình sẽ đọc hai đi lao đúng không? Nó là hái tỉ lao. Đây là hải. Hai tanh ba đi với nhau đúng không? Hái tỉ lao.
Đúng rồi. Hái tỉ lau. Bây giờ mình đi ăn lẩu hái tỉ lau là mình phải gọi sang lên. Đấy, bây giờ nói là tao đi ăn hái tỉ lau, chứ không nói là tao hái đi lau nhá, không phải hái đi lau. Hái tỉ lau. Hái tỉ lau. Hái tỉ lau của cua. Hấu cẩu, hấu mổ. Vân vân hấu cẩu. Khổ. Khổ cua. Khổ cua. Rồi, ok, khổ cua. Hái tỉ lau, khổ cua. Mình đọc lại một lần nhá. Nào, từ đầu tiên là gì ạ? Chà. Chá. 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 Chiang miên. Chiang miên. Rồi, từ thứ hai ạ? Chá chang miên. Từ thứ hai. Cua. Của cua. Của cua. Rồi, từ thứ ba. Của cua. Hái tỉ lao. Hái tỉ lao. Rồi. Hái tỉ lao. Mệt chưa mọi người? Mỏi mồm chưa? Nốt nhé. Ôi cái lưỡi nó cứ cứng cứng lại. Sắp hết rồi. Mình ăn nốt mấy cái ảnh này mình nghỉ. Miên. Miên chiên. Miên. Lại miên miên. Không phải dấu huyền, không phải dấu huyền nha. Miên. 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 Đây. Đây là chính là cái miên chiên. Nó sợi giống như cái sợi mì gạo của mình á. Nó sợi rất là nhỏ. Rồi. Còn đây ạ. Từ thứ hai này. Thứ hai là cái gì đây? Mì bò. Bản. Bản. Theo. Thanh hai, thanh hai. Thanh số hai. Theo. Thanh số hai. Chữ y của em đâu rồi? Thản tháo. Chữ y đâu? Tháo. Thản. Thản. Thản tháo. Thản tháo. Bản. Thản tháo. Thản tháo. Không bật hơi nhá. Bản. 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 Tháo. Tháo. Bản. Tháo. Tháo. Đúng rồi, đừng tháo nhá. Bản chéo. Bản chéo là giống bản như cái bản nó giống như là cái sợi phở của mình á. Bản chéo. Bản chéo. Bản nhá. Bản. Bờ. Bản. Rồi. Bản. Bản chéo. Núi râu. À, núi râu. Miên. Y u. Níu. Rồi, lỡ mọi người. Y u thì nó lại là âm. Y u là gì? I O U. Và khi mà viết kết hợp lại thì nó sẽ bỏ chữ âm đi. Nó sẽ viết thành I và U. Ừ, nhưng nó vẫn là yêu. 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 Nó chính là yêu đấy ạ. Rồi, thế thử từ này đi, mình sẽ đọc là như nào đây? Yêu. Nưa đúng không? Nưa với cả yêu. Nấu. Nhiều. Nhiều. Nhiều với nấu rồi. Ui, nấu đâu á? Yêu mà. Yêu. Nhiều. Nhiều mà. Nhiều. Rồi, nhiều. Râu. Nhiều. Râu nãy giờ nhìn quá nhiều rồi đúng không? Râu. Nhiều râu. Nhiều râu. Nhiều miệng. Nhiều râu miệng. Nhiều râu. Miệng. Nhiều râu miệng. Đúng rồi. Nhiều râu. Nhiều là con bò. Nhiều râu là thịt bò. Đó, thì râu. Mì thì bò. Râu là mì. Miên là mì. Miên là mì. Nhiều râu là thịt bò. Nhiều nhá, đừng đọc là níu nhá. Không phải níu, không phải nấu nhá. Nhiều. Rồi, ok. Nhiều râu miên. Râu. Miên. Nhiều râu miên. Miên, miên, mì. Úi dồi, mãi chưa hết. Ui. Sắp hết rồi, mọi người ơi. Đây là cái gọi là giống như ở bít tết ấy, đúng rồi, đây là bít tết bò này. Còn cái này thì cũng một dạng như là một cái miếng lườn gà ấy. Cả nó sẽ dán cả cái miếng ấy lên, sau đó nó rắc gia vị vào. Thì sẽ gọi là đây, như thế này. Mọi người thử đọc cho nó. Đúng rồi, nhà rán bái. Bái. Cha. Cha. Đúng rồi, cha. Bái. Cha. Cha. Bái. Cha. Bái. Chi bái. Không phải bái nhá, bật hơi. Phái. 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 Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Cha chi phái. 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 Đúng rồi. Cha. Cha đây có nghĩa là chiên, là rán.
ngập dầu. Còn chi có nghĩa là gà. Chi là con gà. Còn là chi thái là cả một cái miếng thịt gà to đó. Đó. Cha chi thái. Rồi, ở đây ạ. Từ này bạn ấy vừa đọc bên trên rồi. Từ bạn ấy vừa đọc bên trên rồi. Niêu thái là bò bít tết. Bò bít tết. Rồi mình thử đọc lại nhá, từ này nào. Cha chi thái. Cha chi thái. Cha. Thanh bố đọc mạnh lên giúp em nhé. Chà, chà chi thái. Chà chi thái. Rồi, biết bảo bên tên rồi. Nhiều thái. Tự tin đọc món ăn hẳn lên đúng không? Nhiều thái. Nhiều thái. Nhiều thái. Rồi, ok. Gà chim giòn, bảo bên tên. Hết rồi mọi người ạ. Đó. Khi mà đã đọc hết cái đống đấy thì mọi người sẽ thấy những cái từ này rất dễ đúng không? Mi hảo mà. Mi hảo. Bạn có khỏe không? Của hân hảo. Của hân hảo. Nì nơ. Nì nơ. Nơ là còn bạn. Còn bạn thì sao? Nì cái này. Ừ, cái này thì nó cũng giống như cái mấy cái câu ở trong bài khóa đầu tiên á. Nó rất đơn giản thôi. Thì nhìn nơi bạn thì sao? Cái này vào đến ngữ pháp thì em sẽ dạy thêm cho mọi người. Rồi, ok. Bài của mình hôm nay đến đây là kết thúc. Mọi người ăn có ngon không ạ? Ăn qua ảnh có ngon không ạ? Con miệng ngon lắm chứ. Rồi, ok. Thì về nhà mọi người sẽ ôn lại giúp em về phần cái gì nhỉ? Chờ em một chút nha. Thành mẫu. Cô ôn lại này. Từ đầu một lần đi không? Đây hả? Phần này đúng không ạ? Thành mẫu vận mẫu nhá. Cô lại bài hôm nay một lần bài từ hôm đầu nay cuối thì không? Đây mình đã học những cái thanh mẫu này là chi chi si. Phát âm giống như trở nhẹ của tiếng Việt được chưa? Hàng đầu tiên, âm di và âm quy phát âm giống trở nhẹ của tiếng Việt, nhưng âm quy thì mình phải bật hơi này. Âm di trước này, âm dây trước này là chi 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 chảnh chảnh ấy, chi nhá. Đến âm quy thì mình sẽ bật hơi là chi chi. Chi. Mọi người bật hơi mạnh ra. Rồi xì thì giống như là chữ sờ nhẹ của tiếng Việt thôi. Si si. Rồi đến hàng thứ hai, th th thì giống như là chờ của tiếng Việt, chờ chờ nặng của tiếng Việt thì th sẽ đọc là chư. Chư, 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 chư. Rồi, CH mình cũng đọc giống như vậy, nhưng bật hơi. Chư, 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 chư. Bật hơi mạnh ra nhá. Chư, 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 chư. SH cái mẫu khó hơn. Rồi, lát em sẽ mẫu ạ. SH thì giống như là sờ nặng của tiếng Việt. Uốn lưỡi lên, chư, chư. Không bật hơi nhá, mình chỉ uốn lưỡi thôi. Rồi, L, R. Rồi, và có một cái lưu ý là âm y khi mà đi với cả z, q, x thì sẽ đọc là y. Còn khi nó đi với cả hàng dưới này, z, h, c, h, s, h, và r thì sẽ đọc là ư. Đọc là ư. Rồi, y, ư nhá. Rồi, ok. Tiếp theo đến phần vận mẫu. Mình đọc lại một lượt nhá. Theo hàng dọc nhá. Rồi, đây mình có là gì ạ? Âu. 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 An. Ân. Ân. Âu an. Ân. Ân. Rồi. An. 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 Rồi tiếp theo. Ân. 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 Rồi tiếp theo. Ung. 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 Rồi hàng thứ hai có y ở những gì đâu? Yêu. Rồi. Yêu. Yan. 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 Ờ. Cái âm này, cái chữ A mình sẽ không đọc hẳn là an, mình sẽ hơi nghiêng về âm E một chút, nó kiểu yen 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 ấy, y n như thế. Yen. 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 Rồi. Tiếp theo đây ạ.
in. In. Rồi đây ạ. Yang. 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 Rồi đây ạ. In. 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 In hoặc là yung đều được nhá. Yung. In đều được. Rồi đây ạ. Yung. 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 Rồi. Yung. Tiếp theo bên này ạ. Wan. 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 Đây ạ. Quân. Quân. Rồi ạ. Quân. Không phải, không phải quen nhé, phải quen. Quân. Âm này ạ. Quân. U ân. Quân. Không phải quen nhé. Quân. 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 Rồi. Tiếp theo đây ạ. Quang. 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 Rồi. Tiếp theo. Quang. Quân. 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 Khác nhau nhá. Trên này là A. An. Dưới này là ân. Một cái là quang và một cái là quân. Quang và quân. Rồi. Hai âm cuối cùng ạ. Guen. 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 Đây ạ. Guen. 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 Rồi. Không phải là duyên nhá, không phải duyên nhá, nó là uyên, uyên nhưng mà tròn môi lên. Uyên. Uyên. Rồi, ok. Bên trên vẫn còn vận mẫu của bài hôm trước nữa đúng không? Đây. Còn mấy cái này nữa. Rồi. A, ua, ưa đúng không? A này, u này, ua nhá, không phải o nhá. Ưa này. Ua. Ai. Ua. Ừ, ai này. Ai ao. Ai này. Ao này. Rồi. Ai ao. Ừ, y này. Y. Ya này. Ya. Ừ, ye này. Dây. Ye nhá, ye. Ye. Yao. 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 Rồi, u. U. Wa. Wa. Ừ. Uo. Wa. Uo. Ừ, mọi người sẽ thay nhầm cái u o với cả o u đúng không? U o là ua, còn o u thì là âu nhá. Ua. Ừ, ua. Ừ, cái này là ua, cái này là ua. Còn o là đứng lên trước thì sẽ là âu. Đây là ua. U o rồi. Đây ạ. Ua. Ngoài. Ừ, ngoài đúng rồi ạ. Ngoài. Đây ạ. Đây ạ. Ua. Quay. Quay, đúng rồi ạ. Quay. Rồi, ok, tiếp theo đây ạ. Quay. Duy. Duy, đúng rồi ạ. Duy. Rồi, đây ạ. Duy. 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 Rồi. Được chưa ạ? Có hôm nào mọi người vẫn còn thấy khó chưa ạ? Ok chưa? Hôm nay chắc đau mồm lắm rồi. Thì nữa em sẽ gửi bài tập vào trong nhóm và cách phát âm những cái phần mà hôm nay mình đã học nhá. Thì thế mọi người cũng vẫn, bài tập vẫn chỉ là ghi âm lại thôi, ghi âm hoặc là gửi clip. Để em sẽ chỉnh lại cái phần phát âm của mọi người. Còn một buổi nữa, cuối cùng thì mình sẽ học nốt những cái âm còn lại. Là Z, C, S và một số những quy tắc viết phiên âm thôi. Dạ. Ok, thế lúc mình sẽ kết thúc ở đây nhá. Nữa em sẽ gửi bài tập vào trong nhóm ạ. Rồi, cảm ơn mọi người. Chúc mọi người ngủ ngon nhá.